Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là chiều ngày Chủ nhật tại Cali ngày 14 tây tháng 11. Bây giờ là khoảng 1 giờ rưỡi chiều ở Cali thì ở Việt Nam đã bây giờ đã là ngày 15 tây tháng 11 rồi thì các bạn thấy được là chúng ta hôm nay sẽ nói tới hai cái đề tài thứ nhất là chúng ta sẽ cập nhật một số những thông tin nhanh liên quan đến thị trường và thứ hai chúng ta sẽ nói tới là tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái thông tin liên quan tới cái đồ men ở trên Ethereum có nghĩa là Ethereum ENS là gì và các bạn cần phải làm gì để có thể đăng ký được tôi sẽ chia sẻ trong cái phần hai của video này nhưng mà trong cái phần này để chúng ta sẽ chú tâm đến tình hình của thị trường trong vòng hai ba ngày qua tại vì ngày thứ sáu Hoa Kỳ thì thường bận một số công việc và ngày hôm qua thì có buổi livestream nên cũng không có dành thời gian để mà cung cấp những thông tin cho các bạn nhưng mà cuối tuần này đó khi mà các bạn nhìn vào những cái tài liệu liên quan đến hình tức đó, thì cũng khá là im lặng các bạn thấy được là không như vậy mà giá cả cũng rất là im lặng chúng ta nhìn vào đây là cái biểu đồ đến giờ ở trên sàn Coinbase thì chúng ta thấy được là trong vòng cuối tuần qua đó có nghĩa là các bạn thấy được những ngày như này ngày 12 tây, 13 tây và 14 tây đó thì tình hình giá cả vẫn tiếp tục là xoay quanh cái mức là các bạn thấy được là khoảng từ 62 tới 64.000 và nói thật chứ các bạn thấy được là BTC sau khi mà có cái sự đi xuống giá đó từ cái mức là khoảng chừng là 69.000 cái mức cao đó đi xuống tới cái mức thấp đó là các bạn thấy được là gần đây nhất là khoảng chừng là 62.000 thì uh, Bitcoin cũng khá là ổn định ở cái mức khoảng chừng là 63 bốn 000 và cái tin tức dẫn đến cái sự xuống giá như bạn cũng đã nghĩ đến được đó chính là cái thông tin liên quan tới cái sự lo ngại của Evergrande nhưng mà cuối cùng thì thông tin đó cũng không có hoàn toàn là đúng sự thật nhưng mà sau đó thì BTC đã không có trở lại để mà thử lại cái đỉnh cao mà chúng ta thấy được là trong vòng mấy ngày qua đó thì BTC đi hàng ngang ở có mức là khoảng chừng là 64.000 và các bạn thấy được là cái thông tin mà lớn nhất trong cuối tuần này đó, đó chính là cái thông tin liên quan đến cái cập nhật Taproot của Bitcoin thì cũng đã thành công rồi. Và các bạn thấy được là cái giao dịch đầu tiên ở trên mạng lưới của Bitcoin đó, khi mà có cập nhật Taproot là có một người đã trả thường nhớ là cũng khá là nhiều phí đó. Cái phí trả lên tới là thường nhớ là cái trăm lần lần để có thể là ghi vào Good Morning Taproot để có thể chứng minh được đây là cái... À, giao dịch đầu tiên ở trên mạng lưới của BTC Thì chúng ta thấy được á, là cái cập nhật này đã thường cũng đã nói tới khá nhiều trong nhiều cái video Đây là cập nhật mà đã xảy ra vào tối ngày hôm qua tại Hoa Kỳ à, Ở cái blog đó là 709.632 Thì cập nhật này liên quan gì đến các bạn Nếu các bạn chỉ đơn giản là một nhà đầu tư thì cũng không có liên quan nhiều rồi các bạn Thật ra đây là một cập nhật đó Mà nó có một số những cái công dụng như là các bạn thấy được là cái công dụng đó mà chúng ta thấy được đó chính là liên quan đến nó tăng cái sự là à, bảo mật của mạng lưới coi như là bảo mật danh tính đó. Tại vì các bạn thấy là những cái giao dịch mà cần phải có nhiều chữ ký ở trên mạng lưới của BTC đó thì trước đây ra mỗi chữ ký đều sẽ bị lưu lại. Bây giờ đó thì sau khi mà đã có Taproot thì những cái chữ ký đó có thể là bị À, hợp lại với nhau thành một để có thể là chúng ta có cái sự bảo mật về danh tính nó cao hơn thì đó cũng là một trong những công dụng thứ nhì nữa là các bạn có thể thấy là cái phí trên mạng lưới của BTC nó có thể là thấp hơn sau khi mà chúng ta có cái cập nhật Taproot này nhưng mà nó cũng không hoàn toàn là cái ý chính và thứ ba nữa là nhiều người nói đây là sẽ mở rộng để cho những người nào mà họ muốn bắt đầu là gây dựng một cái ở sinh thái liên quan tới hợp đồng thông minh ở trên mạng lưới của btc thì sau khi mà có công việc tháp rút đã làm cho cái vấn đề đó có thể trở thành sự thật thì ba cái yếu tố này đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải có tháp rút và đây là cái cập nhật shop phố có nghĩa là cũng không có phải là một cập nhật mà các bạn sẽ xảy ra cái sự tranh cãi trên mạng đâu và cập nhật này đó chúng ta đang nói tới là hầu như là 4 năm rồi nhưng mà cuối cùng đã trở thành sự thật. Thì có một số điều cá nhân tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến BTC. Tại vì các bạn cũng đã thấy được là một người mà rất là thích BTC đã từ nhiều năm rồi. Thậm chí các bạn thấy là khi mà các bạn lên trên channel của Thuận Capital Analytics thì hầu như là cái tâm thumbnail nào của Thuận nó cũng có cái logo BTC hết. Thì đây đương nhiên không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà Thuận đó lúc nào thì cũng tin tưởng là BTC đó chính là cái đồng để mà dẫn đầu thị trường này. Các bạn có thích hay là không thích đó vẫn là sự thật. Các bạn thấy được là trong vòng bao nhiêu năm qua, từ khi mà thuận bắt đầu làm cái channel thuận capital tới bây giờ đã bốn năm qua, thì thuận đã nghe rất là nhiều về những cái ý kiến liên quan tới BTC à, là rất là chậm, BTC là không phát triển được, Bitcoin là đồ đá và sẽ có nhiều cái đồng mới hơn sẽ thay thế được BTC. Nhưng mà các bạn thấy được là bốn năm năm qua, thì chúng ta đã từng nghe nói tới rất là nhiều dự án mà ở thời điểm đó rất nhiều người quan tâm đến như là Bitcoin Cash rồi Bitcoin SV, chúng ta nói tới đồng dash chúng ta nói tới đồng nano vô số và vô số đồng thậm chí như mà nào mà đợi cái thị trường này từ năm 2017 đó sẽ thấy được là một những câu chuyện rất là phổ biến thời điểm đó chính là đồng nào sẽ thay thế BTC nhưng mà 5 năm sau thì các bạn thấy tình hình như thế nào Bitcoin vẫn là đồng đứng đầu thậm chí là vốn hóa cứ tăng lên và tăng lên các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào vốn hóa của BTC đó là 1,2 nghìn tỷ đứng thứ nhì đó là chỉ có 541 tỷ đó chính là Ethereum mà thôi có nghĩa là BTC bây giờ vốn hóa là hơn gấp đôi của Ethereum và các bạn thấy được là gấp 12 lần đồng Binance Coin và gấp rất nhiều lần những đồng khác. Cho nên BTC đó bây giờ vẫn là một đồng mà chiếm cái vốn hóa là lên tới 41% ở thời điểm hiện tại. Cũng như là bây giờ các bạn thấy được là trong cái mùa tăng trưởng năm 2020 tới năm 2021 đó thì câu chuyện rất phổ biến đó chính là dự án nào, cái nền tảng nào có thể là thay thế được Ethereum thì các bạn cứ nghĩ đi. Năm 2007 đó cũng là cái thông điệp là dự án nào nhưng mà sẽ thay thế BTC là một thông điệp rất là phổ biến thời điểm đó. Và channel này đó đối với Thuận Thuận đã chia sẻ với bạn rất nhiều lý do tại sao mà Thuận lại có lòng tin về BTC mặc dù có rất là nhiều đợt đó bây giờ thì đơn giản hơn bây giờ mà bạn nói tới Bitcoin thì thầy cũng nói là đương nhiên là Bitcoin là vàng điện tử Bitcoin là một cái tài sản chống lạm phát Bitcoin là một tài sản lưu trữ lâu dài thì ai cũng nghĩ như vậy nhưng mà năm 2017 đó người ta không nghĩ như gì đâu người ta nghĩ là à, những người nào mà ủng hộ BTC đó thì không hiểu về công nghệ hay là những người nào ủng hộ BTC thì không hiểu về tài chính hay là những người nào ủng hộ BTC đều có cái tư tưởng đó, nó gọi là Bitcoin Maximalist có nghĩa là cái tư duy chủ nghĩa BTC hay là một cái tín đồ của Bitcoin chẳng hạn cũng không hẳn đâu các bạn tại vì những bạn nào mà theo dõi thuận cap rồi cũng đã thấy đó là thuận đương nhiên không chỉ lưu trữ Bitcoin thôi mà lưu trữ rất là nhiều những cái đồng altcoin khác và thậm chí khi mà các bạn nhìn vào đó cái số lượng đồng mà thường lưu trữ bây giờ đó thì tính theo đô la cái đồng mà thường lưu trữ tính theo đô la nhiều nhất bây giờ đó vẫn là Ethereum cái đó mới là BTC tuy nhiên thường không phải là một người mà chỉ thích duy nhất btc mà thôi thường chỉ thể chia sẻ với các bạn là cái lý do tại sao mà thường tin tự như btc tại bây giờ đây vẫn là đồng lớn nhất đây vẫn là cái thương hiệu lớn nhất trong thị trường này và có vốn hóa cũng như là tính thanh khoản cao và cộng đồng rất lớn chúng ta không thể nào mà phủ nhận những điều đó được nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là cái dự án có tên là Luffy l u -F -F -Y. Đây là một cái token cộng đồng phi tập trung đó đã đăng ký Legal Entity Và chỉ vừa mới phát hành vào tháng 8 này thôi Thì đội ngũ đó phát triển chúng ta bao gồm có CEO, giám đốc điều hành CTO giám đốc công nghệ và COO có nghĩa là cái người mà đứng đầu những hoạt động đó của công ty đó chính là người Đức và CMO có nghĩa là cái người mà đứng đầu của cái bộ marketing là người Việt đang làm việc tại Singapore có tên là Peter Thái Bá Quốc là 26 tuổi là một cái tiến sĩ trẻ ở trường đại học quốc gia ở Singapore thì Luffy hiểu đơn giản đó là cái enemy token đầu tiên với cái tham vọng mở ra xu hướng enemy season đây là một cái xu hướng mới đã thay cho cách meme token và đưa người hâm mộ anime vào trong thị trường tiền điện tử và sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng ra mắt trong tháng 11 này. Bao giờ chúng ta sẽ nói tới là tháng 1 tháng 12 sẽ có là Luffy Swap, Anime Dex, NFT Marketplace và Open World RPG P2E game và hiểu đơn giản đó thì những sản phẩm này đó Anime Dex là cho phép những nhà đầu tư kiểm tra thông tin chính xác tất cả những cái anime token một cách nhanh chóng. Thứ nhì là NFT Marketplace đây là một cái sản phẩm liên quan đến cái sàn anime NFT đầu tiên cho phép người hâm mộ anime và nhà đầu tư được có thể tìm kiếm sưu tầm và bán anime NFT và thứ ba Luffy Swap là cho phép người dùng chuyển đổi hai cái token thông qua bên thứ ba hay còn gọi là cái sàn tập trung và cuối cùng là open world RPG P2E game đây là một cái game 3D phiên bản alpha sẽ ra mắt vào thứ sáu vào 4 giờ chiều giờ UTC và bản desktop đó sẽ ra mắt vào trong tháng 12 này người dùng đó mua Luffy có thể là dùng để chơi hay là khi mà hoàn thiện nhiệm vụ sẽ nhận được các vật phẩm hoặc là NFT hoặc có thể bán trong game hoặc bán ở những cái chợ NFT nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái dự án Luffy này là các bạn có thể tham gia vào Telegram một cộng đồng người Việt Nam hoặc là theo dõi Facebook chính thức của CMO người Việt Tất cả những link sẽ nằm ở bên dưới cái video này Và lý do tại sao mà BTC rất là chậm cho cái việc là nâng cấp mạng lưới lên đó, Tại vì các bạn thấy được là cũng như là chúng ta nói tới là Ethereum đi Tại sao mà Ether lại chậm khi mà nâng cấp Tại vì trên Ethereum nó có rất nhiều dự án Và đây là một cái nền tảng mà có cái cộng đồng lớn cũng như là trên thái lớn Cho nên di chuyển nó sẽ chậm hơn Bitcoin còn lớn hơn cả Ethereum nữa Các bạn thấy được là hiểu một cách đơn giản đó khi mà chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa đó một cách nhìn đơn giản đó chính là người ta có lòng tin như thế nào đối với một cái mạng lưới thì các bạn thấy được là cái tổng số vốn hóa là đại diện cho lòng tin của mọi người với mạng lưới đó và mạng lưới của btc bây giờ đó là market cap tổng số vốn hóa lên tới là 1,2 nghìn tỷ có nghĩa là lòng tin đối với là mọi người liên quan tới Bitcoin là rất là cao cao hơn gấp đôi Ethereum và cao hơn gấp 10 lần của đồng BNB cho nên bất cứ một cái sai xuất gì cũng có thể dẫn đến những cái lỗi rất lớn trên mạng lưới cho nên lúc nào đó cập nhật liên quan tới BTC cũng phải chậm hơn cũng phải được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi mà họ có một cái cập nhật chứ không thể nào mà nhanh chóng được cũng như là các bạn nói là thay đổi đi công ty lớn họ có thể là thay đổi cái cách làm việc của họ họ có thể thay đổi uh, cái uh, phương cách sản phẩm của họ nhưng mà sẽ chậm hơn là công ty nhỏ công ty nhỏ lúc nào cũng có cái lợi thế là họ có thể di chuyển nhanh hơn và họ có thể là đi nhiều xu hướng nhanh hơn là công ty lớn tại vì công ty lớn nó sẽ chậm hơn nó có nhiều sản phẩm có cộng đồng và cũng như là có nhiều nhân viên cái gì cũng khó hơn khi mà các bạn lớn cái gì cũng sẽ chậm hơn khi mà các bạn lớn như là các bạn so sánh giống như chúng ta nói tới là một chiếc xe tải 10 8 bánh hay là chỉ tải 12 bánh gì đó So với lại một chiếc xe ô tô nhỏ các bạn chạy Thì chiếc nào quẹo nhanh hơn Thì các bạn cũng có thể là nghĩ ra được Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới va chạm đó Thì chiếc nào sẽ có cái lực va chạm ảnh hưởng lớn hơn Thì đương nhiên cái xe lớn hơn sẽ có cái sự ảnh hưởng lớn hơn đây là cách đơn giản để mà suy nghĩ về cái mối quan hệ giữa những cái dự án này cho nên vì lý do đó đó các bạn hiểu được là btc chậm là cũng một điều rất bình thường mà thôi tại vì cái cách làm của btc đó thông qua cái giao thức utxo đó nó sẽ chậm hơn tại vì đó là cái cách mà an toàn hơn để mà xác nhận những cái dự án trên mạng lưới và đối với thuận đơ thì bitcoin sẽ là một cái từng nền tảng chúng ta sẽ có những cái tầng hai như là chúng ta nói tới mạng lưới Lightning Network đi hay là chúng ta nói tới mạng lưới Liquid của những cái công ty mà sử dụng bây giờ thì họ có thể là lựa chọn cái tốc độ nhanh hơn để có thể là di chuyển BTC cái mạng lưới đó nhưng mà cái mạng lưới chính thức của BTC đó thì cần phải là một mạng lưới mà an toàn tại vì bây giờ lòng tin đối với mọi người đó khi mà mọi người mà không rành về thị trường này đó thì họ nghe nói tới BTC và họ hiểu được ít nhiều gì là cái sự quan trọng của blockchain và cái tính an toàn là như thế nào. Tôi hy vọng là các bạn hiểu những gì mà Thùng muốn chia sẻ liên quan tới BTC ngày hôm nay.